Dạ hai, Bảo Việt xin kính chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Dạ cô chú anh chị ơi, ai cũng mơ ước mình có một cái căn nhà để an cư lập nghiệp nè, để lo cho gia đình, con cái và người thân. Nếu như thời gian vừa qua cô chú anh chị mình đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính nè, cũng như là chưa tìm được căn nhà ưng ý, thì cô chú anh chị mình hãy để cho Bảo Việt lo vấn đề đó nha cô chú anh chị. Thì hôm nay Bảo Việt lại tiếp tục review một cặp nhà rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Và từ vị trí này chỉ cách khu vực Ủy ban dân xã Hưng Long, chợ Hưng Long đâu đó khoảng tầm 1 km thôi. Và khu vực hôm nay Bảo Việt review là thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Và hai căn nhà hôm nay Bảo Việt review nè, có cái khoảng sân rất là rộng rãi luôn. Mỗi căn có diện tích là ngang 4, dài cho là 15-16 m nha cô chú anh chị. Rất là rộng rãi luôn. Nếu như cô chú anh chị mình mua hai căn để cho con cái mình ở nè, hoặc là có người thân, hai chị em, hai anh em mình tìm hai căn nhà liền kề, thì gia chủ công chứng cho mình cái sổ luôn. Nhà mình đã có sổ rồi. Còn nếu như cô chú anh chị mình mua một căn thì giá của từng căn sẽ khác cho cô chú anh chị. Căn này Việt báo giá đầu video luôn để cho cô chú anh chị mình không mất thời gian xem kênh của Bảo Việt ha. Căn bên hông này là mình xây phân nửa tường, phân nửa tiền chế, là có giá là 680 triệu. Và căn bên tay phải của Việt đây, tay trái của Việt đây, Việt xin lỗi ha, là có giá là 1 tỷ 050 triệu. Nếu như cô chú anh chị mình mua hai căn thì mình sẽ được công chứng sổ sẵn luôn nha cô chú anh chị. Và từ vị trí mà Bảo Việt đang đứng đây thì chỉ cách trục đường lớn xe tải đâu đó là khoảng tầm 20 mét thôi cả nhà ơi. Rất là gần gũi luôn để cho cô chú anh chị mình về đây nội trợ mua sắm rất là tiện lợi ha. Thì hai căn nhà của mình có thiết kế là tương đương nhau nha cô chú anh chị. Một căn thì có một phòng ngủ, một căn thì có hai phòng ngủ ha. Nhà vệ sinh thì đầy đủ hết. Mẫu thiết kế là nhà cấp 4 ha. Và Bảo Việt không để cô chú anh chị đợi lâu hơn nữa. Bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình xem tổng thể căn nhà cùng Bảo Việt ha. Thì khoảng sân trước nhà thì cô chú anh chị mình đã thấy rồi ha, rất là rộng rãi luôn. Gia đình mình để được khoảng 6-7 chiếc xe gắn máy cũng còn rộng rãi nữa cô chú anh chị. Gia đình mình có thể tổ chức đám tiệc nè, mình bắt được khoảng 4-5 bàn, 4-5 mâm luôn, rất là rộng rãi ha. Thì căn nhà phía tay phải của Việt đây thì có cái khoảng trống bên hông này thì chỉ có giá là 680 triệu thôi. Nếu như cô chú anh chị mình mua một căn thì giá là 680 triệu nha. Trước khi mình lên nhà của mình đây thì nhà mình cách mặt đường trước sân của mình thì khoảng đâu đó Việt thấy hai tấc nha cô chú anh chị. Rất là cao gáo luôn. Cốt nền của mình thì cô chú anh chị mình khỏi sợ, khỏi lo về vấn đề nước ngập rồi ha. Và nhà của mình là có mái sẵn luôn cô chú anh chị ơi, rất là mát mẻ luôn. Gia chủ đã xây sẵn hết cho mình rồi. Thì khoảng trống này thì cô chú anh chị mình có thể để những băng ghế đá nè, những băng ghế gỗ để mình thư giãn vào mỗi buổi chiều cũng rất là rộng rãi. Hoặc là cô chú anh chị có thích trồng những cái chậu hoa, những chậu kiển cô chú anh chị thì cứ trang trí cho căn nhà của mình hợp lý nhất ha. Thì đây là không gian phòng khách của mình đây cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mình thấy khá là rộng rãi luôn. Trước khi vào không gian phòng khách của mình thì nhà của mình sẽ có một cái lớp cửa rất là chắc chắn, một cái lớp cửa kéo bằng sắt, có sơn tĩnh điện màu xám nha cô chú anh chị, rất là chắc chắn cho mình luôn. Và căn nhà của mình thì được xây bên hông bên tay phải của Việt đây là tường, tường riêng hết nha cô chú anh chị. Còn bên tay trái của Việt đây thì tường mình lên khoảng tầm 1 m và bên trên này là tiền chế nha cô chú anh chị. Và căn nhà của mình là có lợp la phong sẵn hết rồi. Đây là không gian phòng khách thì cô chú anh chị mình thấy rất là rộng rãi luôn. Gia đình mình có thể bố trí một cái kệ để tivi như gia chủ đây. Đèn cũng đã có, quạt cũng đã có sẵn rồi. Gia đình mình chỉ dọn vào mình ở thôi. Và gạch lát sàn nhà của mình là có tông màu xanh chủ đạo ha, xanh ngọc. Và có hình những cái văn mây rất là đẹp luôn cô chú anh chị, đá bóng kiến ha. Với một cái tài chính trên 600 triệu mà cô chú anh chị mình đã sở hữu một căn nhà quá tuyệt vời như thế này rồi cô chú anh chị ơi. Thì gia đình mình nếu thời gian vừa qua tìm một căn nhà giá thành rẻ thì nên cân nhắc mình chọn căn nhà này nha cô chú anh chị.
Rèm thì căn nhà của mình đã có sẵn hết rồi ha. Thì bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào cái căn phòng ngủ của căn nhà mình ha. Thì do gia chủ cũng đang rất là kẹt tiền cô chú anh chị, cần bán căn nhà này rất là gấp luôn. Đó, thì cô chú anh chị mình mua căn nhà này mới trên 600 triệu tí xíu thôi, mà cô chú anh chị mình đã sổ căn nhà quá đẹp như thế này rồi. Đó, thời gian qua thì Việt cũng mỗi ngày cố gắng sang tìm những căn nhà như thế này để gửi đến quý cô chú anh chị mình. Điều đặc biệt của căn nhà mình là thuộc xã Hưng Long, huyện Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Thì khoảng không gian phòng ngủ của mình đây cô chú anh chị mình thấy cũng khá là rộng rãi cho gia đình mình ở, khoảng tầm 3-4 thành viên ha, hai vợ chồng một đứa con ở một căn nhà này rất là hợp lý luôn. Gạch ốp tường thì trong căn phòng ngủ của mình ốp sạch cho mình hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Quạt đèn có sẵn hết rồi ha, mình chỉ về mình bố trí tủ giường nệm và là mình sinh hoạt thôi. Và không gian bếp của mình phía ngoài đây rất là rộng rãi luôn. Cô chú anh chị mình thấy không, đây là mặt bếp của mình. Cô chú anh chị mình có thể bố trí một bếp ga, bếp điện để mình nấu nướng rất là tuyệt vời ha. Một căn nhà tiền chế đúc rất là đẹp ha. Và điều Việt rất là thích cái căn nhà này ở cô chú anh chị là mình sẽ có một cái khoảng hành lang bên hông này ha, do gia chủ cũng không có sử dụng cho nên là hiện tại bây giờ là cũng chừa trống nè, nay mai thì cô chú anh chị mình có thể sử dụng cái khoảng hành lang này để mình trồng kiểng nè, cũng rất là tuyệt vời luôn đó. Và căn nhà của mình thì có một cái nhà vệ sinh, cô chú anh chị mình thấy rồi ha, đây có vòi xịt, vòi sen, bồn cầu cho mình đầy đủ hết rồi nha cô chú anh chị. Thì căn nhà này là một căn nhà cũ ha, thì nó sẽ một số chi tiết mình sẽ bị hư hao tí xíu, cho nên là khi mà cô chú anh chị mình về mình ở rồi á thì mình tu sửa tí xíu nha cô chú anh chị. Còn về mà xây dựng thì nhà của mình rất là ok luôn, cô chú anh chị mình có thể mình lên tắm được luôn. Việc nghe gia chủ ngày trước có chia sẻ lại á, căn nhà của mình á là xây cốt nền rất là chắc chắn luôn nha cô chú anh chị, xây dự phòng để sau này nhà của mình có thể mình lên tắm được ha. Thì cô chú anh chị mình đã xem căn nhà thứ nhất Bảo Việt review rồi, bây giờ thì Bảo Việt sẽ mời cô chú anh chị mình qua căn nhà thứ hai ha. Thì hai căn sẽ chênh lệch với nhau đôi chút nha cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị mình lấy hai căn luôn thì tí xíu Việt sẽ báo cho gia đình mình một cái giá rất là hợp lý luôn. Mỗi căn có diện tích ngang 4, dài cho 16 mét ha. Đây là căn thứ hai ha, cũng có mái che sẵn đầy đủ cho mình luôn. Gia đình mình mà có hai chị em hoặc là anh em họ hàng người thân mình cần tìm một cặp nhà để mình ở liền kề nè, mình tiện trông nom người thân rồi đó, hoặc là sớm hôm nè gia đình mình ở bên nhau có chuyện này chuyện kia thì mình cũng dễ giúp đỡ nhau, thì hai căn nhà hôm nay chính là sự lựa chọn rất là hợp lý luôn cô chú anh chị ơi. Căn nhà thứ hai của mình thì có một cái lớp cửa bốn cánh ha. Lớp cửa này thì cô chú anh chị mình thấy ha, có kết hợp với lại kính mờ và đi diện sắt xung quanh. Không gian phòng khách của mình đây rất là cổ kính luôn ha. Thì gia chủ có bố trí một cái bộ bàn để tiếp khách theo phong cách của ngày xưa đó cô chú anh chị. Tủ này thờ phụng thì cô chú anh chị mình về mình bố trí như thế nào tùy theo ý thích của mình ha. Và căn nhà của mình thì sẽ có hai lớp cửa sổ ha, một lớp cửa sổ bên vách tay trái của Việt và một lớp cửa sổ bên vách tay phải này. Thì cô chú anh chị mình thích thì mình cứ mở ra cho căn nhà của mình mát mẻ ha. Thì bên trên này còn mình còn có thêm một cái bàn thờ Phật nữa ha. Thì cô chú anh chị mình cứ tận dụng mình thờ phụng ha. Và tiếp theo Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào căn phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình đây. Mỗi phòng thì gia đình mình ở 2-3 thành viên rất là hợp lý luôn cô chú anh chị ơi. Thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị có hỏi Bảo Việt có những cái căn nhà nào mà ở được nguyên gia đình không. Với tài chính cô chú anh chị mình cầm được khoảng 1 tỷ 7 tỷ 8, cô chú anh chị mình đã sở hữu được hai căn nhà như thế này là quá tuyệt vời rồi. Nếu như cô chú anh chị mình thời gian qua cần tìm một căn nhà dưới 2 tỷ nè để mình ở nguyên gia đình mình khoảng tầm 9-10 thành viên thì cô chú anh chị mình có thể mua hai căn nhà luôn cũng được nha. Gia đình mình có thể mình để tài sản lại cho con một căn để mình ở thì cũng rất là tuyệt vời. Ở căn phòng ngủ thứ hai thì cô chú anh chị mình cũng đã thấy rồi ha, cũng rất là rộng rãi luôn. Và tiến sâu vào khoảng không gian bếp
Thì cô chú anh chị mình thấy rất là thoáng đãng luôn. Nơi đây thì gia chủ bố trí một cái bộ bàn ăn, mà không gian bếp của mình cũng còn rất là rộng rãi luôn ở gia đình mình. Nơi đây thì bếp của mình là thiết kế theo hình chữ L ha. Thì một căn nhà cấp 4 là như vậy là quá tuyệt vời rồi cô chú anh chị ơi, mình không thể nào mình đòi hỏi hơn được nữa ha. Cửa nè, mình nấu bếp có nóng nực thì mình mở ra cũng rất là mát mẻ. Mà ngoài đây mình cũng còn thêm một lớp cửa nữa nè, để mình giặt giũ xong là mình có thể mình phơi đồ, phơi đạt cũng rất là tuyệt vời ha. Rất là rộng rãi luôn. Và bên tay phải của việc đây, khoảng cuối nhà của mình cũng có một cái nhà vệ sinh như căn đầu tiên, căn nhà mình mới vừa xem ha. Cũng đầy đủ những trang thiết bị cơ bản cho gia đình mình. Thì nếu như gia đình mình muốn về mình tu sửa thêm, thì mình có thể mình lên tắm cũng được nha cô chú anh chị. Tùy vào gia chủ mình bố trí làm sao cho nó hợp lý nhất ha. Thì gia đình mình cũng mới vừa xem tất cả hình ảnh thông tin mà Bảo Việt đã cung cấp rồi. Nếu như cô chú anh chị mình chọn căn nhà thứ nhất thì có giá là 680 triệu, còn như cô chú anh chị mình thích căn nhà này thì gia chủ công chứng luôn cho mình cái sổ hồng luôn nếu mình mua hai căn, và căn bên đây thì có giá là 1 tỷ mốt nha cô chú anh chị, tùy vào gia chủ mình thích căn nào mình chọn căn đó. Và hai căn thì có giá là 1 tỷ 700 triệu nha cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị mình thích căn nào thì xuống đây gặp trực tiếp Việt, Việt sẽ gặp cho cô chú anh chị mình gặp trực tiếp chủ nhà để mình thương lượng luôn ha. Khoảng sân cô chú anh chị mình quan sát một lần nữa lại cùng Bảo Việt ha, rất là rộng rãi và rất là thoáng mát luôn cô chú anh chị ơi. Với cái tài chính cô chú anh chị mình dưới 2 tỷ mà gia đình mình đã sở hữu hai căn nhà quá đẹp như thế này rồi, thì cô chú anh chị mình có thể để tài sản là cho con cái nè, mình ở gần con cái rất là tuyệt vời luôn ha. Và từ vị trí này thì chỉ cách chợ Hưng Long, ủy ban xã Hưng Long đâu đó khoảng tầm 1 km đi xe thôi cô chú anh chị ơi, rất là gần gũi. Còn nếu như gia đình mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 6, quận 7, quận 8, quận Tân Bình nè, thì cô chú anh chị mình có thể đi theo trục đường quốc lộ 1A. Gia đình mình đi vào đường Đất Mới ha, mình đi chợ Thượng Đạt ha, tới nhà của mình cũng rất là gần gũi. Nhà mình cách chợ Thượng Đạt thì cũng khoảng tầm đâu đó 800 mét thôi. Cô chú anh chị mình nội sợ mua sắm rất là tiện lợi luôn ha. Và nếu như gia đình mình xem video này của Bảo Việt có thích căn nhà này, cặp nhà này, thì cô chú anh chị mình cứ nhấc máy lên gọi cho Bảo Việt qua số điện thoại bên dưới màn hình 0933 82 7963 nha cô chú anh chị. Và nếu cô yêu mến kênh Bảo Việt thì cô chú anh chị mình nhớ nhấn một nút like cũng như đăng ký kênh để đón theo dõi những video tiếp theo của Bảo Việt. Và bây giờ thì Bảo Việt xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Xin tạm biệt cả nhà.